Quý vị khán giả thân mến, Khả Như vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc đó là 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và hôm nay Khả Như mang đến cho quý vị hai cô gái xinh đẹp, đó là Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy và người đẹp nhân ái Thùy Tiên. Tiểu Vy và chị Thùy Tiên xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần xin chào. Đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Hoa hậu Trần Tiểu Vy nhanh chóng được mọi người biết đến là một cô nàng có tài sắc vẹn toàn. Sau khi đăng quang, nàng hậu đã trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2018. Bên cạnh sự thành công ở các cuộc thi nhan sắc, cô nàng còn có một tình bạn vô cùng thân thiết với người đẹp nhân ái 2018, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Đây cũng là một người đẹp đầy tài năng và bản lĩnh khi đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2018 và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Hãy cùng Giải Mã Tri Kỷ tìm hiểu về tình bạn đặc biệt của hai nàng hậu này nhé. Bây giờ sẽ có những cái từ khóa dành cho hai bạn. Khi mà Như nói về từ khóa thì chúng ta sẽ cùng mở cái từ khóa đó ra xem đó là gì nha. 2018. Đây là cái năm mà Thùy Tiên cũng như là Tiểu Vy đăng quang. À, vậy mình nhắc về năm đó cho quý vị khán giả cùng nghe nè. Dạ, năm 2018 là em tham gia Hoa hậu Việt Nam. Thì năm đó là chị Tiên cũng tham gia, nhưng mà chị tham gia ở Sài Gòn đúng không? Đúng rồi, em là ra Hà Nội tham gia. Nhưng mà không, cái lần đầu tiên em gặp Vy là ngay cái hôm sơ khảo miền Nam luôn. Lúc đó là Vy mặc áo dài màu trắng và ngồi kế em luôn. Vậy thì mình sẽ nói về ấn tượng đầu tiên khi mà mình gặp cô gái này. Lúc mà em thấy Vy mặc áo dài và Vy bước vào sơ khảo miền Nam kìa, chết rồi hay thôi nghỉ thi ta. Sao vậy, xinh quá hả? Xinh quá, đẹp quá. Em về em còn nói với bạn bè em thế mà, thì em kêu là hôm nay gặp con bé rất là xinh luôn, mà nó rất là cao luôn. Em không có ký ức gì về cái ngày hôm đó mà ngồi cạnh chị luôn. Buồn quá bé. Giờ chị rất buồn nha. Là mình nhớ về cô gái này. Dạ, một cái cô gái cao và xinh đẹp. Dạ đúng rồi, nhớ hoài luôn á. Rồi kêu kể lần đầu tiên ấn tượng thì không kể được tại không nhớ rồi. Tổn thương. Vậy thì làm sao mà để hai người quen biết nhau rồi kết bạn với nhau? Là cũng qua cuộc thi hả? Em nhớ là hình như là đến lúc chung kết đúng không? Ừ. Tại vì em cũng không có chơi với lại cái chị nên em không có biết. Và cả là đăng quang xong thì em là chơi với chị Thúy An nhiều hơn. Xong sau đó hình như đúng rồi, sau đó một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian tận 2 năm. Một năm. Khoảng cuối 2019 là bọn em bắt đầu hội bạn chơi chung với nhau. Xong bắt đầu đi cà phê chung này kia. Xong từ đó là thành một cái group chơi thân với nhau. Năm 2018, cột mốc rất đặc biệt của cả hai chị em luôn. Nhưng đến năm 2020 chúng ta mới chơi với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Và thân thiết cho đến bây giờ thì chỉ mới có một năm mấy chơi thân dạ, với nhau rồi. Thôi đúng không? Chúng ta cùng đến với một từ khóa tiếp theo, đó là đấu trường nhan sắc. Trong suốt cái quá trình mà tiến gần đến Hoa hậu á, bây giờ có bao giờ mà cả hai cùng kể lại những cái khó khăn của cả hai không? Em thấy trong cuộc thi thì sung sướng, kiểu lúc nào cũng được ăn ngon, xong rồi được tập tành nhảy rồi đi catwalk thì em thấy mở mổ ra gì hết. Dạ em thấy mở vui lắm chị, nói rồi thôi chứ đi thi vui lắm. Ừ. Kiểu được gặp gỡ rất là nhiều người, xong rồi còn được đi những nơi như Quảng Ninh, Hạ Long. Đó là em lần đầu tiên em được đi luôn á, chứ đó giờ còn không biết. Xong rồi được trải nghiệm nhiều thứ nó mới lạ lắm, nên là cảm thấy vui là chứ. Được ở chung với lại nhiều người á, sinh hoạt nói chung là như một gia đình mà rất là đông người, mấy chục người, thì em rất là thích cái cảm giác đó. Vui lắm. Tại vì thường người ta nói là đấu trường nhan sắc thì sẽ có những cái đấu đá, thì cái điều đó nó có trong cuộc thi đó không? Em thì em không rồi á, tại vì em rất là kiểu vô tư á, được gặp nhiều người, kiểu các chị cũng rất là vui vẻ, thấy rất là thoải mái. Tại vì khi mà em ở chung với các chị nha, xong rồi em chia sẻ, em tâm sự thì mọi người cũng đối xử với em như em đối xử với mọi người. Cho mượn đồ đạc này kia, mượn qua mượn lại thì em kiểu cảm thấy mình như là một đứa em thân thiết với mọi người. Rồi mọi người cũng thương em, nên là trong cuộc thi em thấy kiểu rất là vui và có thêm nhiều người chị thân thiết. Tiết lộ thêm cho quý vị khán giả cái điểm chung để hai bạn chơi thân với nhau. Kiểu là có cái tính vui rất là giống nhau á. Điều quan trọng là hợp tính nhau đúng dạ, không? Đúng hợp rồi tính à. Nhau mà hợp cái gì thì chút xíu nữa mình sẽ biết. Từ khóa tiếp theo đó là nàng hậu năm 18 tuổi,
À, Hoa hậu Tiểu Vi là đăng quang năm 18 tuổi. Vậy thì lúc đó Thiên thấy sao? Mặc dù hai chị em trong cái khoảng thời gian đi thi thì không có chơi chung với nhau nhiều, nhưng mà lúc nào mình cũng thấy được cái sự năng lượng tích cực của Vi ở tuổi 18. Và em nghĩ là Vi đăng quang ở thời điểm đó là một cái thời điểm gọi là thích hợp. Lúc đó Vi vừa đẹp nè, vừa có sự vô tư. Người ta thấy một Tiểu Vi xinh đẹp hoa hậu thì tiên là bạn thân của Vi, thì ở bên ngoài Vi như thế nào? Nói vậy thôi, quậy ngầm lắm chị. Không chị. Tức là em sẽ muốn là làm mọi người vui á chị. Không phải là quậy ngầm, mà là em chơi là em chơi hết mình luôn. Tiếp theo mình sẽ đến với nàng tiên nhân ái. Nghe dễ thương ha. Em kể thêm cho mọi người biết về hành trình của em tham gia các giải đi. Thật sự là lúc em tham gia Hoa hậu Việt Nam xong thì rất là may mắn là sau cuộc thi em lại có cơ hội để được thi một cái cuộc thi quốc tế Miss International 2018. Thì 3 năm sau lại có một cái may mắn tới với mình nữa, là mình lại có cơ hội để được đại diện Việt Nam tham gia cuộc một cuộc thi quốc tế khác là Miss Grand International. Thì bản thân em cảm thấy nó là một cái điều rất là may mắn với mình, vì mỗi một cuộc thi đều dạy cho mình nhiều điều khác nhau, và đặc biệt là mỗi cuộc thi quốc tế khác nữa, mình sẽ được đi đến những cái đất nước khác, gặp gỡ những con người khác, mở mang cho mình rất là nhiều thứ luôn á. Cho nên là em cảm thấy là mình rất là may mắn và mình trưởng thành hơn nhiều so với cái số tuổi của mình luôn á. Bây giờ mình sẽ hỏi Vi, ở bên ngoài chị Tiên như thế nào? Lúc đầu là chị Tiên nhìn có vẻ lạnh lùng và kiểu khó gần, nhưng mà nói chuyện nhiều hơn thì kiểu tính tình cũng rất là dễ thương và biết lắng nghe người khác tâm sự. Ai là người tâm sự nhiều nhất trong hai người? Còn ai nói chuyện, trời ơi, vậy mới là lắng nghe người khác tâm sự. Vậy thì sau khi mà tham gia cuộc thi là cả hai đều rất là bận rộn, thì cả hai có dành thời gian cho nhau để gặp gỡ nhau không? Tụi em nhiều lắm, suốt à. Cảm giác suốt luôn ý. Hội chị em. Dạ, tụi em có một hội chị em riêng, hội chị xong em một riêng. Cái hội bạn thân nữa, nên là gặp nhau rất là nhiều ấy. Lâu lâu lại đi gọi đầu chung, không gọi đầu chung thì đi shopping chung, rồi gọi đầu chung uống cà phê, đi làm móng không chị? Nhưng mà chủ yếu là để làm gì chị biết không? Để làm gì? Để tâm sự, để tâm sự. Thùy Tiên là lớn hơn Tiểu Vi. Vậy thì nó có cái khoảng cách về số tuổi với nhau nhiều không, về cái tư duy, về quan điểm về cuộc sống? Em nghĩ là có chứ. Có rồi, em mới phải là người lắng nghe để Vi tâm sự với em nhiều. Cái này là em phải nói là chị Thùy Tiên là một cái người mà suy nghĩ nhiều lắm luôn á. Và biết nhiều. À, biết nhiều, hiểu biết đúng không? Chuyện gì cũng có thể biết được á. Ừ. Vậy thì ai là chỗ dựa tinh thần cho ai? Chắc là đây là chỗ dựa cho em đúng không? Ừ. Tại vì em có chuyện gì em cũng sẽ gọi cho chị. Để em mét. Có mấy lần nó qua nó ngủ chung với em á chị, xong rồi nó ngồi nó tâm sự với em mà em buồn ngủ muốn xỉu luôn. Mà nó ngồi nó nói chuyện tới 1-2 giờ sáng. Chị, em chưa nói xong, chị phải ngồi dậy chị nghe em nói đi. Chưa, em chưa có xong vấn đề này là nó tới 2 giờ sáng rồi em ngủ không được luôn á chị. Ủa, mình nằm mình nói chuyện không được hả, phải ngồi? Đúng. Không chị, kêu nằm em không thể bộc lộ hết, em phải ngủ. Nó bắt em phải ngồi dậy. Wow, cái gu hoa hậu lạ ha. Mà chị 1-2 giờ sáng đèn tối thui hết trơn mà không phải ngồi dậy nói. Kêu phải ngồi dậy thì mới bộc lộ hết cái sự tức giận và ý là hành động được á chị. À, là em nói là em phải dậy đó chị, đúng rồi chị. 1-2 giờ sáng thật mà dậy em không biết không, em nghiên cứu đi nha. Em thử nghiên cứu, nằm cũng có thể quơ nói được. Không chị, nhưng mà người mình nó nhẹ lắm, phải ngồi vậy mới bực tức được nè. Rồi, cái đó cái gu em rồi. Gu. Tức quá vậy đó. Nằm á mình đập xuống cũng được nha, bữa nào thử trải nghiệm đi. Được trải nghiệm. Không chị, nhưng mà khi ngồi á chị có thể lắng nghe người ta nhiều hơn. Nằm có thể người ta ngủ được, nhưng mà ngồi người ta không có ngủ được. Hai cô gái tâm sự, họ cũng giống như những cô gái bình thường thôi. Cho dù họ có là hoa hậu, họ có là người đẹp đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ có những cái tâm tư tình cảm như bao cô gái bình thường. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm qua phần tâm đầu ý hợp. Ở phần tâm đầu ý hợp này, hai bạn có hai cái bảng. Và Như sẽ đọc 10 câu hỏi. Đáp án các bạn chỉ cần ghi lên bảng là xong thôi. Dạ. Trùng khớp thì đúng, mà không trùng khớp thì thôi. Câu đầu tiên, kể 5 bước skin care chăm sóc da của hai nàng. Ừ, nhiều quá vậy. Hai. Gì nữa trời. Ấm gì ha. Ê, đủ 5 bước luôn á bé. Rồi, ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ. Thứ nhất, tẩy trang. Dù makeup hay không makeup chúng ta cũng phải tẩy trang. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi. Thứ hai là sữa rửa mặt. Thứ ba là sau khi sữa rửa mặt chúng ta sẽ sử dụng toner. Sau đó chúng ta sử dụng serum. Serum. Yeah. Và cuối cùng là kem cuối mặt. Kem mặt cuối. Cái kem dưỡng.
Đây là bản phiên dịch của em nha mọi người đây mà. Đúng rồi đó, kem cuối mặt đó là là kem dưỡng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Khi nhìn thấy anti fan bình luận tiêu cực trên mạng xã hội về mình, hai bạn sẽ làm gì? Kết quả đây, đọc. Nếu mà góp ý đúng thì sẽ lắng nghe, còn nếu mà quậy hay mà kiểu gì spam quậy trên Facebook à, quậy như trên Facebook spam Insta, này kia quá cá nhiều, nhân quá này nhiều kia, thì mình sẽ block. Ờ, còn bên đây đơn giản lắm em, cuộc đời đơn rất là giản dễ luôn. Thôi sao chui cái gì, đừng có chui cái gì để em chui cái gì em bé mới chui cái gì em chui chữ vui buồn gửi rúp nói vui xong hết buồn bình thường lại. Đúng, em xác nhận có. Trước khi đi ra ngoài, các nàng hậu hay chuẩn bị thứ gì? Xây ra đồ đẹp, thẻ và tiền. Bôi kem tiền chống luôn. Nắng đặt xe trả tiền phải không? Tiền quên vụ tiền luôn á trời. Đồ đẹp phải đẹp ha, và phải mang tiền. Ý là em sẽ suy nghĩ là mặc đồ nào cho đẹp, nhưng mà thiệt ra là mỗi lần em đi em mặc đồ hơi lung tung beng. Chị thấy em ghi chữ đồ đẹp chị cũng hết hồn. Câu tiếp theo. Tiểu Vy và Thùy Tiên, ai là người mau nước mắt hơn? Em ghi vô bảng luôn hả chị? Ừ. Trời ơi. Em thật ra đọc câu này tôi biết đáp án rồi. Chắc Vy hay khóc luôn. Lắm. Em là người nhiều tình cảm. Chị cũng nhiều mà chị không khóc em. Trang phục của Thùy Tiên tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 có màu gì? Kết quả màu trắng. Trắng pha là gì bé? Trắng pha. Em hay có mấy câu kèm cuối với là trắng pha. Trắng pha là gì mà trắng pha? Em nhớ là chị Tiên có mặc màu trắng nhưng không biết có pha hồng hay không, nên em ghi trắng pha. Ừ rồi thôi, okay, chị qua câu tiếp theo. Ok. Mà chị Tiên là cuối cùng chị Tiên mặc màu trắng dạ, đúng không? Dạ, màu trắng. Màu trắng nha em. Cũng đúng chưa trắng. Đúng chưa trắng. Địa điểm mà cả hai thường gặp gỡ nhau là ở đâu? Mình có thể là đi ăn, hay là đến nhà ai chơi, hay là đi xem phim, hay là đi shopping. Rồi. Thôi đi luôn. Cà phê, nhà An, nhà Sang, nhà chị Trang. Đó là nhà bạn nha. Nhà bạn, ừ, gọi đầu đi ăn. Ừ rồi, thôi thôi thôi, coi như đúng đi. Dự án Nhân Ái Thế Giới của Tiểu Vy mang đi thi Miss World có tên là gì? Và kết quả là Hành Trình Của Nước. Chính xác rồi. Tiểu Vy nấu món gì ngon nhất? Kho vĩ đại. Ok, kết quả cá kho nhiều món ngon. Tức ghê, tức cái khúc này. Nãy ghê. Tính ghi nhiều món rồi, nãy tính ghi thật nhiều ra món là chị Tiên chưa bao giờ ăn. Ăn, ăn rồi. Ăn cá kho ở chỗ nhà chị An làm đó. Có một lần hả, nấu đại mà. Một lần mà nấu ngon. Nhưng mà thật ra là nhiều món ngon á chị. Nhưng mà chị Tiên chỉ được ăn một lần em nấu à. Em giỏi quá vậy, em vừa đẹp mà em vừa nấu ăn ngon nữa. Tiếp theo, dự án Nhân Ái mà Thùy Tiên thực hiện trong phần thi Người Đẹp Nhân Ái của Hoa hậu Việt Nam 2018 tên gì? Ok là đây ạ. Kết quả, ngày hạnh phúc tuyệt vời. Là dự án này là dự án em cùng với mấy bạn là làm chung là tổ chức đám cưới cho các cặp đôi khuyết tật. Ừ. Dễ thương và ý nghĩa quá. Câu tiếp theo, lúc buồn thì ai sẽ là người tìm đến đối phương để tâm sự? Ai sẽ là người tìm đến luôn hả chị? Tìm đến đối phương là mình quá gọi dễ. Điện hay nhắn tin hay gì cũng được. Kết quả lại là Vy. Em vui buồn gì cũng nhắn tin. Hai bạn đã trả lời được 7 trên 10 câu. Trời ơi, tâm đầu ý hợp quá trời luôn. Bây giờ chị sẽ đến cái phần hay lắm. Cái phần này là gọi là làm cho chúng ta gắn kết với nhau, đồng sức đồng lòng. Như có những cái tên bài hát, một người sẽ gợi ý, một người sẽ đoán tên bài hát. Rất là đơn giản, chỉ cần mình đừng có đọc cái tên cái đó ra thôi. Mình có thể dùng các từ mượn khác để mà có thể diễn tả. Ai là người diễn tả? Ê thôi em diễn tả, chị đoán cho. Đây. Ví dụ em vẫn có người yêu đi. Em yêu người yêu em thiệt lâu luôn. Ừ. Yêu người yêu em thiệt lâu luôn. Ừ. Là cái gì?
cái gì mà chỉ người có ta một hay... người thôi. Chỉ có một người thôi. Mãi mãi một tình yêu hả? Đúng rồi. Sao hay dữ vậy em? Sao em đoán được hay vậy? Tiếp theo. Đôi giày. Đôi giày. Màu hồng. Màu hồng. Nhưng mà không phải đôi giày mà... không phải... đôi giày màu hồng nhưng không phải đôi giày nha. Ok nha, em diễn tả rất dễ hiểu luôn nha. Em có thể bài nói gì cái bài của Lam Trường. Bài gì của mà Lam mình, Trường. Mọi người hay thi hoa hậu. Ờ, mọi người hay thi hoa hậu. Gót hồng. Ừ, đúng, đúng rồi, rồi. Hay quá. Đây. Của Sơn Tùng. Của Sơn Tùng. Trẻ rồi mà... dạ, muộn rồi mà sao còn. Hay vậy. Trời, sao biết hay vậy. Của Đen Vâu. Bài đứng im. À, đã... chị thích bài đó. Đúng. Tiếng cái quên nè, ngang nè. Nè, hồi xưa mình hay chơi. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Bà xưa mình tìm. Ừ, đúng rồi. Hết hồn quá chứ. Bài gì mà của chị Mỹ Linh đóng MV. Hết thương cạn nhớ. Hay quá à. Xong rồi. Chơi thật hay, thật xuất sắc luôn. Ông chủ yếu là người người mà đoán được đó chị. Chứ ừ, chị khen cái bạn này đó. Không sao đâu, cái sự ngây thơ nó đáng yêu mà, đúng dạ, không đúng ạ? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vượt qua sự ngây thơ, đó là góc soi mói. Giờ kể đi, kể chị thì Tiên có điều gì mà làm cho em nhiều khi em tức lắm em nói không được. Trong giây phút này Như xin phép với quý vị khán giả luôn, họ không phải là hoa hậu, họ không phải là người đẹp, họ là những cô gái bình thường chơi với nhau. Kể đi em. Chị Tiên á, trễ giờ. Chị Tiên trễ giờ hả? Ủa ít mà, đâu không, có gì. Không nha. Đi chơi hay trốn đi về trước? Ủa? Không nha. Không nha. Ủa? Đi chơi mà em đang vui gì tức tự nhiên ngồi xin xí nghỉ xíu, không, em không thích cái đó. Giờ tiết lộ cho mọi người biết đi, em chơi gì mà người ta đồ nghỉ gì? Em nhảy. Nhảy thôi chị, à, kiểu mọi người không? Khỏe lắm. Đi em... chơi với nhau xong mọi người nhảy với nhau thôi á, kiểu mà nói chuyện vui đùa rồi nhảy nhót này kia ấy. Tụi Như cũng vậy nên chơi với nhau nghe nhạc, nhảy dạ, là sức em khỏe hơn đúng không? Dạ đúng rồi, siêu khỏe luôn. Em thích nhảy á chị. Siêu khỏe còn luôn. Bạn không nhảy với em nghỉ chơi. Em nhảy thì mọi người cũng phải nhảy đúng không? Đó. Chỉ ngồi nghỉ mệt đó chị, nhưng mà đang rất là vui luôn. Ý là nhảy vui á. Mà mình đang vui mà chỉ nghỉ. Đúng mình rồi. Không chịu. Đúng rồi, em mà không thích cái đó. Mà đòi về nữa. Sao đòi về? Chị tuổi già sức yếu á chị. Con bé này kiểu tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu á, chơi với nó mệt. Em lớn hơn sinh về tuổi sớm. 2 tuổi. Có 2 chị tuổi như 30 tuổi vậy. Chị phải thử đi chơi với nó đi, chị thấy là nó bào mòn sức lực của những người xung quanh như thế nào đó. Một cái tuổi trẻ năng động sáng chị, tạo đúng không? Nhưng mà khi đi chơi với em chắc chắn là chị sẽ vui luôn. Phải không? Phải. Chơi vui xong người ta đòi về. Đó mệt em đó chị. Thì cho nghỉ 50 phút rồi người ta chơi lại. Sau 50 phút đó là đi về đó chị. Ủa? Em chơi mệt rồi. Em chơi mệt rồi là đi về hả? Đòi về mà kiểu về sớm lắm nha. Quay lại đi đâu mất tiêu luôn. Ngoài chuyện chơi bây giờ tính tình nè, có hay giận không? Không. Không giận không. Hả? Mà nhiều lúc ba giận chứ cũng không biết nữa. Ủa? Tại vì khéo lắm đó chị. Ủa? Mà em thấy hình như không giận đâu. Không giận đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ có chuyện là đi chơi à, hay... có một bữa hôm mà em tức, em nhắn tin trong group. Em đang nhắn tin thiệt mà cứ giỡn ngoài à, em nói kiểu luôn. Kiểu nhai. Em đang tức đó chị. Vậy thì ngược lại đi, ở Vi có điều gì mà làm Tiên bực bội? Em thì tả tính em cũng dễ tính á. Nên là chơi chung với mọi người không có bực ai bao giờ ấy. Nhưng mà để nói mà muốn mà kiểu Vi mà thay đổi hơn, tốt cho Vi hơn á thì... mong là cho nó bớt con nít lại. Vì nhiều khi cái sự ngây thơ là tốt, mà trong một vài trường hợp con nít quá nó cũng sẽ thiệt cho mình thôi. Vậy thì phải kêu là Vi trưởng thành lên. Đúng rồi, trưởng thành lên. Muốn trưởng thành nhưng mà... nhưng mà sao? Tính cách không cho phép. Ồ chị, em cứ muốn như vậy á. Cho vui vẻ nhà cửa, đi chơi cũng vui vẻ, đúng không? Thì đi chơi vui ý là trưởng thành trong một vài trường hợp, không bắt trưởng thành hết, ok? Hiểu đó, rồi. Hiểu chưa? Chỉ có Vi buồn là Vi tìm em, vậy em buồn em có tìm Vi không? Không. Sao vậy, không có chỗ đi? Em kiểu là người thích lắng nghe mọi người nhiều hơn. Chị ơi, là... đây là người mà lo chuyện lớn á. Ý là người ta sẽ có những cái chuyện mà nó không có con nít như em. Cái đầu của chị Tiên á, chị nó làm việc lớn hơn em rất đúng là nhiều á. Đúng rồi, em dùng từ đúng rồi.
hai chị em chơi với nhau thì thường sẽ có một người nhịn, một người nhu, một người cương để làm sao mà nó trung hòa với nhau, làm sao để mà có thể hòa thuận được với nhau. Thì chương trình có dành tặng cho hai bạn một giây phút dễ thương dành cho nhau, đó là cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn chị đã lắng nghe em tâm sự. Cho em ngủ ké nhà vài hôm. Xin lỗi chị vì nhiều lúc hơi cáu. Là kiểu em cũng tính con nít á, nên là kiểu nhiều lúc em cũng kiểu không có suy nghĩ á, nên em cũng kiểu ý là không những chị mà chị An hay chị Trang, đôi lúc em cũng con nít mà mọi người cũng nhìn em rất là nhiều. Em thì nói là em không có suy nghĩ hết trơn á, em nói vậy thôi là xong mà. Em cũng không có để bụng, em cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết á. Đó nên là em sẽ cố gắng, em sẽ trưởng thành hơn. Ok ra. Trong một số trường hợp, trong một số trường hợp cần thiết. Rồi. Tới chị á, tới chị. Cảm ơn em vì lúc nào cũng mang cái năng lượng tích cực hết đến cho mọi người hết. Thật sự nó nói vậy thôi chứ đi chơi với em rất là vui. Lúc nào cũng kiểu xông pha đứng ra bảo vệ mọi người hết, những ai chơi với nhau thì lúc nào cũng xông pha đứng ra bảo vệ hết. Cảm ơn em vì làm em gái chị. Trời. Trời ghê. Rồi xin lỗi vì đã tới trễ. Xin lỗi vì đã tới trễ. Xin lỗi vì đã tới trễ. Sau này chị sẽ không tới trễ nữa. Để khoảng thời gian tám chị với nhau được dài hơn. Đúng, chị và chị sẽ không bỏ về nữa. Đúng. Rồi. Ok. Quý vị thấy đó, cảm ơn và xin lỗi thì vẫn thấy được một sự chịu đựng của bà chị và cô em gái của mình. Thì lúc nào cũng vậy thôi. Như nghĩ nha, cái này đó là quy luật thôi. Trong một cái tình bạn, tình chị em lúc nào cũng sẽ có một người lắng nghe và một người nói. Thì lúc nào nó cũng sẽ bền lâu. Sẵn đây chia sẻ với hai bạn, đây là món quà của chương trình gửi tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Như. Ôi, vậy hỏi thăm thêm một chút xíu nữa là em sắp lên đường tham gia cuộc thi Miss Grand International. Dạ. Vậy thì lời chúc một hoa hậu gửi cho người chị của mình như thế nào? Chúc chị Tiên đi thi Miss Grand đạt được giải, giải gì cũng được, miễn có giải là được. Sắp tới thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng? Tiếng Thái. Tiếng Thái. Từ Nguyễn Thúc Thì Tiên. Và rất là hâm mộ chị, tại vì chị rất là giỏi. Mới học tiếng Thái thôi chị mà nói quá trời luôn. Nói quá trời đâu, em nói tiếng Thái chị nghe. Chị nhớ Thái quá lâu quá, chị không hiểu tiếng Thái rồi. Em nói chút xíu hay nha. Hay lắm đó chị. สวัสดีค่ะตีนนะคะมิดเกรนเวียดนามค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้ฉันจะไปภูเก็ตประเทศไทยฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะTổ chức đâu bù kẹt đúng không dạ, em? Đúng. Ok, chị nghe được cái địa danh đó trời ơi. Dạ. Thật sự luôn á, là Kha là xin chào đúng không? Dạ đúng rồi, xin chào rồi đó là tên rồi Miss Grand Việt Nam rồi tháng 11 này sẽ đi Phuket rồi. Đó, cảm ơn mọi người, mong mọi người theo dõi vậy thôi. Thấy chưa, chị biết địa điểm là được đó. Rồi. Quý vị thấy đó, khi mà hành trình, khi mà được mà đến với một cái ngôi vị hoa hậu hay một cuộc thi, một cái đấu trường nhan sắc nào, họ cũng dành rất là nhiều thời gian cũng như kiến thức cũng như rất là nhiều thứ để mà có thể có được cái ngôi vị đó. Qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm nhiều về hoa hậu Tiểu Vi cũng như là người đẹp nhân ái Thùy Tiên. Thật sự rất là dễ thương luôn. Chúng ta bỏ qua những cái lấp lánh bên ngoài, những cái mà khi mà nhìn một hoa hậu người ta thấy có khoảng cách, thì hôm nay đó là một phiên bản rất gần gũi của hai người đẹp. Họ cũng giống như bao nhiêu người bình thường luôn, cũng có hỉ nộ ái ố. Và qua chương trình này, như nghĩ là quý vị khán giả lại thêm yêu thương hai người đẹp đang ngồi ở đây. Một lần nữa cảm ơn hai bạn rất nhiều vì những chia sẻ, về sự chân thành, chân thật của các bạn dành cho chương trình, dành cho quý vị khán giả. Khá như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào khung giờ 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cứ xin cho chồng một miếng thôi, rồi là quay hết trơn luôn. Nấu mì lên, ăn mì cũng vậy, lên ăn, nấu cho mình đem lên, mình ăn mình một hai đũa là quay qua hết nguyên tô. Ê, khoan khoan, cái này là cái xấu của vợ hay là cái xấu của chồng? Của chồng á. Không cho chồng ăn đó. Tự khai mình luôn không?
Thì cũng cảm ơn vợ đã nhường nhịn và bỏ qua những cái lỗi lầm đó của chồng. Xin lỗi vợ là... chung là chồng không có lo được cho vợ một cuộc sống mà đầy đủ như người ta.